hợp vui chơi và giải trí này chúng tôi xin được thông báo với tất cả quý vị. Và quý vị theo sự hướng dẫn của các đồng chí cũng như là đội dân quân tự vệ phục vụ cho chương trình chiều nay, chúng ta giữ trật tự và làm theo sự hướng dẫn. Xin được thông báo là quý bà con đang đậu ở cặp hai bên lối vào cũng như là cổng chào của khu liên hợp, chúng ta di dời xe của mình ra bãi đất trống. Xe chúng ta cho ra bãi đất trống. Xin thông báo lại là chúng ta không đậu ở hai bên lối ra vào của khu liên hợp, cũng như ở đây không có chỗ để giữ xe, cho nên là mong quý khách hợp tác và chúng ta đưa xe của mình ra bãi đất trống. Quý khách cũng cẩn thận giữ gìn tư trang của mình. Trời chưa có kiểm tra để cho vào mà sao thấy chưa có làm lễ xong nha bà con nha. Dạ xin các bạn ở đội trật tự và kiểm soát vé chúng ta vào công việc của mình để ổn định cho quý bà con, vì hiện nay chưa đến giờ các ban khánh thành cái phiên chợ này, khai mạc phiên chợ này. Mong tất cả quý vị và đặc biệt là bà con chúng ta hợp tác và chúc bất lợi, cho nên là chương trình khai mạc phiên chợ không đồng sẽ chậm hơn dự kiến. Mong tất cả quý vị chúng ta thông cảm cho ban tổ chức chương trình và hợp tác với sự hướng dẫn của những người chịu trách nhiệm trong khu liên hợp cũng như là dân quân tự vệ và công an để chúng ta có một phiên chợ vui vẻ. Đây Hồng Loan, còn đây gì Loan ta? Đây là Kim Loan nè. Đây Kim Loan nè. Kính thưa quý vị, thì theo như dự kiến thì chúng ta đã có thể khai mạc sớm hơn như dự định, nhưng mà hiện nay thì thời tiết bất lợi và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh cũng như thành phố đang trên đường di chuyển đến đây để dự lễ các ban khai mạc phiên chợ không đồng, cho nên chúng tôi mong tất cả quý vị chờ đợi trong ít phút. Mời đại biểu vô đi. Xin mời đại biểu vô đi. Mời đại biểu vô nha. Bây giờ có video lực ơi, mời lãnh đạo vô đi, để trời mưa bà con đứng nhiều lắm rồi nè. Đây là Kim Loan quê của tôi, khu du lịch của chị Kim Loan, và ngày là xin phát quà từ thiện và ngày đám giỗ của ma Kim Loan. Thì hôm nay đến đây cũng có đứa cháu cũng muốn làm
từ thiện, tại vì lúc đó là năm Vũ Linh là hát, cách đây 3 năm hát, và khi mà đây là đang chuẩn bị khánh thành thì anh Linh, năm Vũ Linh hứa là khi nào khánh thành về sẽ về đây hát, rồi phát quà từ thiện cho bà con cô bác ở giờ vùng sâu vùng xa ở đây. Rồi thì bây giờ năm mất rồi thì bé Lon là con của năm, trách nhiệm đó là bé Lon. Chúng tôi xin được thông báo với tất cả quý bà con là phiên chợ không đồng có mệnh giá 600.000, quý bà con lựa chọn những mặt hàng mà gia đình mình cần có thể di chuyển, cho người nhà di chuyển, và tất cả quý vị có thể ở lại để xem chương trình văn nghệ với sự biểu diễn của các nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Thì như chúng tôi đã có quảng cáo với tất cả quý vị để tặng cho tất cả quý vị những bài hát mà chúng ta yêu mến, thì chúng tôi có mời ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, ngôi sao sân khấu nghệ sĩ Tôn Tuấn, diễn viên nghệ sĩ Thanh Ngọc, Chuông Vàng Vọng Cổ đại truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Nhật Nguyên, nghệ sĩ ưu tú Tấm Giao, nghệ sĩ trẻ Hoàng Chương, và có chương trình Loto Show. Hy vọng là sẽ đem được một món quà hết sức là dễ thương dành tặng cho tất cả quý bà con của chúng ta. Hôm nay rất là vui cả nhà ơi, hôm nay trước là về Kim Loan quê của tôi phát quà từ thiện cho bà con cô bác, trời ơi quá trời đông luôn, đã gần mấy ngàn người nhiều phát quà từ thiện, rồi đi chợ không đồng giúp cho bà con cần gì là có đó, từ gạo, quần áo, rồi những thực phẩm rồi đó, cho nên là rất là quý tấm lòng của chị Kim Loan tổ chức vậy trong cái ngày là giỗ của ba mình, cho nên là công đức hướng cho người hôm qua, mà cũng là ngày giỗ của mẹ Hương Tướng luôn, ở đó mình cầu nguyện theo luôn, cho nên là rất là vui ở nhà. Rồi có bé Hồng Loan cũng nghe là lời hứa gì đó xuống là để thay mặt cho ba, thay mặt cho ba hứa như chắc nghe thấy alo thay mặt cho ba để mà xuống đây bắt quà từ thiện, tại vì có lời hứa của năm Vũ Linh, bây giờ Hồng Loan thực hiện đó là quá tốt, chỉ cần tính gọi là con ơi muốn thay mặt ba con là bắt quà từ thiện cho bà con như lời hứa của ba con, chúc bà con sinh thời thì Hồng Loan giả con số tiền đó là quá quý, như vậy là quá vui, chị Hồng Loan cũng vui. Cảm ơn cả nhà nha. Anh nè, con được
Và chúng tôi cũng biết là bà con mình đến đúng giờ và trong giờ phút này cũng khá là mệt mỏi, nhưng mong bà con thông cảm là bởi vì chiều nay thời tiết nó khá là nó không được thuận lợi lắm, cho nên là mong quý bà con hợp tác thông cảm và chờ đợi thêm một chút thời gian nữa. Chúng ta có thể ổn định và ngồi xuống ạ. Thì mình điều động dùng hai bạn nữ nữa cho đủ cái danh sách. Chiến đấu nhanh lo rồi anh em mình gặp nhau chiến đấu dài con tình thương mến thương chỉ vậy thôi anh em nghệ sĩ vậy thôi đúng không? Dạ. Tình thương mến thương anh em chúng tôi là như vậy, mình đồng nghiệp với nhau gặp nhau tình thương mến thương dài lo rồi đó, nguyên tâm sự tình thương nghệ sĩ học hành dài lo nữa nghe lo rồi lo nữa có sao anh ơi bác đồng với Văn Quyền hả? Dạ. Hello. Anh Tuấn xin kính chào tất cả quý bà con cô bác và quý khán giả thân thương. Hôm nay anh Tuấn rất vui được về đây. Nơi đây cũng là quê hương của Ngân Tuấn. Quê hương Ngân Tuấn bây giờ miền Tây thì không còn cái gốc ngày xưa là cũng ở Sóc Trăng, nhưng mà ở Ngã Bảy rồi cái Bảy Sào á, rồi nhưng mà bây giờ là lên thành phố hết rồi. Cho nên Ngân Tuấn nghĩ nơi đây là cái quê hương thứ hai của Ngân Tuấn. Nên về đây được ngày lễ phát quà của chị doanh nhân Kim Loan
và đó là cũng ngày giỗ của thân phụ của chị Kim Loan. Và hôm nay thì Ngân Tuấn cũng là ngày giỗ của mẹ ruột Ngân Tuấn cũng ngày này luôn, cho nên là rất là ý nghĩa. Và hôm nay cũng rất vui là có cháu Hồng Loan theo sự dưới nguyện của anh Năm Vũ Linh là xuống đây phát quà bà con của bác, thì Hồng Loan cũng xuống đây để thay ba mà làm dưới nguyện đó, thì rất là vui và hạnh phúc. Thế thì Ngân Tuấn xin phép gửi tặng cho tất cả quý bà con cô bác nơi đây một chiếc đoạn cải lương mà ghi dấu ấn của anh Năm Vũ Linh, đó là những giai tuồng bất hủ của anh Năm Vũ Linh. Ngân Tuấn sẽ thể hiện lại để cho tất cả bà con cô bác đây nhớ về ông hoàng hồ quản cải lương Vũ Linh. Anh Năm ơi, như vậy là anh thật sự đã xa du trần, xa gia đình, xa những người thân, xa nên đồng nghiệp, xa những giai tù bất thường, và nhất là anh xa những khán giả thân thương trong và ngoài nước, lúc nào cũng luôn nhớ về anh. Anh Năm ơi, em nhớ anh. Đêm trắng đêm nhớ anh, nhớ gì kỷ niệm những ngày năm tháng đã bên anh chung một sân khấu, ta cùng nhau hát vào những giai tuồng, lòng em luôn nhớ nhớ thương anh mắt tuôn lệ tràn. Đêm tiếng mưa nhớ anh, nhớ người đã luôn vững đờ cho em tiến xa trên đường tương lai. Nghiêng đó một lòng sẽ luôn nhớ nghề anh truyền, tôi hồn giao giải qua từng tiếng nhạc lời ca bơm ánh đèn trên sân khấu quyền diệu. Anh là phù say, còn em là ngủ từ từ. Ta thích làm sao mỹ nhân gì cao bả hỉ mỹ đã nhận hối lộ của vua tôi Diễm Quốc, mỹ đã mở chi ấp bởi lòng tham, tất cả ca kỹ đến đây đều là giả điểm à khấu thông sách ngang hàng trên đó. Phụ là công thần khai quốc, nhưng đã bao lần ông muốn phế Tây Thi. Được, ngày mai này giữa chốn triều nghi, ta xác chỉ Tây Thi là Ngô hoàng quốc mẫu.
riêng A Khấu, ta rút lại lời gia phong quận chúa, nhưng phải vào cung hầu hạ Tây Thi Phó Thái Tể. Dạ. Chuyên cận vệ cung vi, đúng một tuần trăng, phải qua thanh điện các khu tu đài, chỗ Nga nhạc công nổi tiếng nhất Ngô Bang, xây thang vàng âm điệu đường quốc ca, họ đặt giữa quán qua cung cho Tây Thi thượng ngự. Quyền diệu như một bông hoàng trên sân khấu mà người nghệ sĩ ai cũng thầm mơ có được ở trong nghề. Tiếng cười của anh vang dội cả căn phòng. Anh là đóng vai dưỡng tử mà anh em mình từng diễn bên nhau, rồi khi khán phòng bức màn nhúng khép lại, những tiếng vỗ tay, những tiếng tung mô vũ lên mãi đến dù toàn tâm đang ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh vẫn nở nụ cười để chào khán giả. Năm ơi, em vẫn nhớ, nhớ như anh không những anh hát những vở tuồng hồ quạng biết dời, mà anh còn đóng xã hội được rất khán giả yêu mến và trân quý. Anh diễn xã hội, những lời thoại của anh y như ngoài đời vậy à. Để em nhớ coi. À đúng rồi, anh em mình đã từng diễn bên nhau trong vở vũ áo vui đời. Em vai hay mẹo, còn á anh vai sớm gì ke, anh diễn sao quá sức thần, anh diễn mà chứ không diễn vậy đó, làm cho khán giả nhiều người tưởng lầm á là ở ngoài đời anh cũng diễn gì ke luôn à. Rồi cái cảnh á, anh cùng chị Thanh Thanh Tâm ra trước công viên, anh chỉ cần nói đổi buồn quá thì sân khấu toàn là đồ ăn của khán giả không. Nào là bánh mì nè, bánh bông lan nè, bánh ngọt nè, bánh trái cây, nước suối. Ôi tình khán giả quá đổi thân tư, phải không anh Năm? Đúng rồi, em còn nhớ nữa. Nhớ tuồng anh em mình diễn chung tuồng tình sử Dương Quý Phi. Anh trong dây Lương Minh Hoàng, lộng lẫy uy nghi mà đã từng. Ôi bàn tay điêu luyện và những cái quyền hoặc anh cầm hút lên kè mai cho quý phi. Nét đã tình của một vị đế anh khiến cho bạn diễn yêu mình
ngừng ngày hà hà tướng như đàn cõi na tại nhiều chàng hà hà anh cầm bút nâng lên tại gió nhẹ nhàng hà hà anh lá lướt những vũ điệu tân chi Thank you.
Chúa tôi ở nơi rừng là sâu, xin người hãy hiểu cho lòng không có sữa của mẫu thân điện hạ. Thương biết bấy cho con ta
tội biết mấy cho con ta. Chắc là nó lo xôi ruột nghĩ đầu, cho nên mới cho người tìm cha già để phân chia dạng dẻ đi mà. Thả mã phi tinh đọc tiếp đi. Bỏ, bỏ sao cấp kim chạy theo người à. Trời, con ta sách kim chạy theo người. Ta quỳ xuống đi, giang dài cùng đất trời cây cỏ. Như nó sức tôi từ nhỏ cầm bằng. Như máu của ta rơi từ những ngày xa xưa, chẳng biết tình con để ngày nhớ đêm mong, chưa biết tìm chi lòng nặng ai bi, đau xiết tâm can ai thấu hiểu cho thân già. Ôi hỡi trời đất rộng cao dài, tâm tâm muôn trùng mơ ngẩn ngẩn ngơ chuột rối đường tơ. Một bức phong tư chưa thỏa nhớ mong, sấm chớp mưa giông bao loạn trong lòng. Anh mày vào đọc lấy dây vô trà đi. Vũ linh phải định, vũ linh phải
Hay quá anh ơi. 8 giây. Vâng, bởi vì tất cả đó cũng chính là những vai diễn mà anh đã cộng tác cùng với người anh của mình trong những băng video cũng như là quay truyền hình về Tuồng Cổ Hậu Quảng. Anh nhắc lại vai anh Vũ Linh cũng nhắc lại những kỷ niệm của vai vai đẹp gì không? Một lần nữa một tràng vỗ tay cho ngôi sao sân khấu nghệ sĩ Ngân Tuấn. Cảm ơn con nha. Con quay quá đặc biệt luôn con. Nãy giờ con cần ảnh con có lấy con xà rồi. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn nhiều. Lúc nào Ngân Tuấn cũng đem hết mình để biểu diễn cho tất cả những khán giả thân thương. Dù sức mình có hơi giới hạn nhưng mà không sao. Wow, cái tâm mình thôi. Mong rằng tất cả có gì sót và bỏ qua cho. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn phần độc diễn của anh. Một tiết mục của anh thôi cũng bằng cả một trích đoạn cải lương rất nhiều người.